Xin chào tất cả mọi người, lại là mình Sonic Review đây. Hôm nay mình với mọi người sẽ cùng theo dõi phần 1 của bộ truyện tranh Nguyên Tôn nhé. Nào chúng ta bắt đầu thôi. Vào một đêm mưa gió sấm chớp không ngừng ầm ầm vang cả một vùng trời, bên trong thư phòng của điện hạ, Vương thượng và Vương hậu lo lắng nhìn về phía Nguyên Nhi đang cố gắng vượt qua kiếp nạn 3 năm một lần, trên người Chu Nguyên khắp nơi đều là chú văn. Một lúc sau, đại thần liền cung kính chúc mừng Vương thượng, Vương hậu, cuối cùng điện hạ cũng vượt qua được kiếp nạn lần này. Vương hậu thở dài, chăn trở, tầm tuổi 13 này những đứa trẻ bình thường đã có bát mạch, lần này có thể thăm dò được bát mạch của Nguyên Nhi không? Đại thần nghe Vương hậu hỏi thế lắc đầu, vẫn chưa thấy. Vương hậu đau lòng không kiềm được nước mắt, thêm vào đó người vừa dùng tinh huyết dưỡng thương cho điện hạ, tuyệt đối không được đau lòng quá mức. 3 năm sau sợ sẽ nguy hiểm tính mạng. Bỗng nhiên, Chu Nguyên lên tiếng, vậy có nghĩa ta chỉ sống được 3 năm thôi ư? Nhìn thấy những chú văn này, Chu Nguyên bèn nói, phụ hoàng, mẫu phụ, lần này hai người phải nói cho con biết sự thật. Cơ thể con rốt cuộc là thế nào? Vương thượng, Vương hậu nhìn nhau một lúc rồi cũng trả lời, đó là oán độc long, đã đến lúc con cũng nên biết rồi. Sự thật cũng dần được hé lộ, ngày xưa Đại Võ Vương triều là vương triều đỉnh cao nhất của thiên hạ này, 15 năm trước Đại Võ Hoàng thất là quan thần của chúng ta. Điện hạ mắt tròn xe liền hỏi, 15 năm trước chúng ta mạnh vậy sao giờ biến thành thế này? Vương thượng kể tiếp, 15 năm trước Đại Võ phản động, chỉ trong một năm ngắn ngủi Đại Chu đại bại, chỉ còn một vùng đất thế này. Ngọn nguồn cũng từ một câu nói trong nội bộ võ gia lưu truyền mà ra, Mãng Tước thôn long, Đại Võ đương hưng. Con chính là thánh long bị Mãng Tước nuốt, là Mãng Tước thôn long sao? Lúc đó ta cũng không hiểu ý nghĩa là gì, cho đến một hôm võ gia bao vây chân thành Đại Chu ta nhưng không đánh, dường như đang chờ đợi điều gì. Điện hạ càng thêm nghi vấn, chờ đợi điều gì? Chính là chờ đợi con ra đời. Điều này làm Chu Nguyên càng thêm nghi vấn, mẫu thân chàng cũng giải thích thêm, ngày con ra đời, thiên sinh tượng, tử sắc ngập trời, long khí bay quanh, bát mạch đã mở, con chính là thánh long của Chu gia. Nhưng điều càng thêm khó hiểu là không tìm được bát mạch của con. Cùng ngày ra đời của Nguyên Nhi, thê tử Võ Vương cũng hạ sinh một trai, một gái. Bé trai quanh mình được bao bọc bởi giao mãng chi khí, bé gái là linh tước chi khí. Cô ta mang thai 3 năm lại sinh ra đúng hôm đó, ta cuối cùng cũng hiểu ra, những người sinh cùng ngày cùng tháng có thể hút khí vận của nhau. Võ gia âm mưu chịu đựng trăm năm muốn cướp Đại Chu, còn mưu đồ với con rồng của Chu gia. Chu Kình phẫn nộ, cái mục ở đích của võ gia là đoạt lấy thanh long khí vận của con. Lão đại thần đứng gần, điện hạ để lão phu nói nhé, hôm đó Võ Vương vào thành lấy triệu vạn con dân trong thành làm con tin, muốn ăn cướp trắng trợn thánh long khí trước mặt phụ thân, phụ mẫu của ngài. Vì muốn bảo vệ điện hạ nên không tránh khỏi một trận đấu giữa hai người là Võ Vương và Vương thượng dưới Đại Chu Sơn. Mọi việc không như mong đợi, phụ thân ngài ở thế hạ phong đã bị chém mất một cánh tay. Võ Vương vì sợ kẻ khác hủy mất khí vận của điện hạ, đồng quy vu tận sợ là phụ thân ngài đã bị giết rồi. Võ Vương đã lập lời thề trong vòng 100 năm sẽ không đặt chân lên đất Chu. Lúc đó, Vương hậu bất lực, đau khổ tột cùng khi nhìn con trai mình đau đớn, kêu khóc đến ho khan trên tế đàn lạnh lẽo. Kể tới đây, Tần Ngọc ôm chặt phu quân mình khóc nức nở ngậm ngùi rồi nói khẽ, mẫu hậu xin lỗi con. Cái cảm giác tuyệt vọng và bất lực đó, chúng ta vẫn nhớ như in. Nghịch cảnh ngày hôm đó diễn ra đối lập nhau, bên ngoài thành Mãng Tước cùng cất tiếng kêu, ánh sáng trải dài rồi biến hóa, nhưng trong thành, thánh long gào thét, hóa thành làn khói xanh, phất phơ rồi biến mất. Kể tới đây Vương hậu thổ huyết, Chu Nguyên càng thêm lo lắng liền hô lên, mẫu hậu người sao thế? Phụ thân vội nói, mau đỡ lên ghế nghỉ ngơi, để ta ổn định khí huyết cho người, Vương hậu mỗi năm đều tiếp máu cho ngài. Chỉ trong 12 năm đã giảm 36 năm tuổi thọ, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, giờ không sống được đến 10 năm nữa. Chu Nguyên tức giận dày vò khôn xiết, tay nắm chặt gân xanh nổi lên, Võ Vương thật cả một kẻ thủ đoạn độc ác. Chính các người âm thầm ép chết mẫu hậu ta, Chu Nguyên thề với lòng sẽ không bỏ qua dễ dàng cho các người đâu. Sức khỏe của mẫu hậu ngài muốn kéo dài tuổi thọ thì phải có đủ loại thiên tài địa bảo, nhưng nào có dễ đoạt được. Bây giờ Đại Chu liên tục đi xuống so với vương triều thịnh vượng Đại Võ, thì Đại Chu chỉ như con kiến, giờ chỉ có thể thu mình một góc và tự bảo vệ bản thân. Chu Nguyên tự nhũ, chẳng lẽ ếch ngồi đáy giếng chờ võ gia đến giết chết sao? Đó chính là số mệnh của Chu gia ư? Oán long độc có là gì? Không thấy bát mạch thì đã sao? Chu Nguyên cương quyết, chỉ cần có một tia hy vọng thù Chu gia nhất định không được bỏ cuộc, ta sẽ đòi nợ tất cả thuộc về Chu gia. Chu Nguyên hạ quyết tâm, chỉ có thực lực mới thay đổi được số phận, trong thiên hạ này kẻ nắm giữ sức mạnh này chính là Nguyên sư. Nguyên sư tu luyện bát mạch trong cơ thể, từ đó hấp thu nguyên khí trời đất tạo thành sức mạnh vô song. Cơ thể Chu Nguyên vẫn còn oán long độc, không thấy bát mạch chưa thể tu luyện được. Chu Nguyên tìm đến phụ thân mình với ý chí quyết tâm một lòng muốn tu luyện, đúng là tìm đúng người rồi. Phụ thân quả thật có cách nhưng không nói trước được có hiệu quả không, người nói đợi 3 ngày sau là tế tổ nhưng kèm theo điều kiện, dù có hiệu quả hay không có, cũng không được từ bỏ việc tu luyện nguyên văn chi đạo, vì việc này có thể áp chế được oán long độc trong cơ thể. Chu Nguyên biết rõ nếu phụ thân lo đến nước đó mà bát mạch cũng chưa hiện thì cậu sẽ từ bỏ con đường sống cuối cùng. Nhìn theo bóng lưng phụ vương rời đi, Chu Nguyên thấy được vẻ bất lực và già nua của cha mình, thật đau xót biết bao. Ta sẽ tính cả gốc lẫn lãi với ngươi tên khốn Võ Vương. Hôm sau, tại Đại Chu phủ, chỉ cần có thiên phú đều có thể đến học tập. Trên lớp,
lão sư đang hướng dẫn các học trò dẫn động nguyên khí trời đất hội tụ thần hồn vào từng nét bút chuyển động theo ý muốn. Nghe tới viết nguyên văn cả đám nháo nhào toát cả mồ hôi, như kiểu hành hạ đau khổ lắm. La hét cái gì hả? Mau bắt đầu học đi. Vâng. Chu Nguyên lúc này tĩnh tâm lại, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện luồng ánh sáng, nét bút uyển chuyển mềm mại, kết hợp lại tạo cảm giác như đám mây hay dòng nước thật đẹp. Đúng là rốt đến đâu học lâu cũng thục, nhưng Chu Nguyên không phải rốt mà là dành tất cả thời gian để luyện nguyên văn, hiểu biết sâu rộng hơn bạn đồng học, quan trọng là thần hồn không bị tổn thương. Lão sư thấy như thế mồm chữ A, mắt chữ O, các trò ai cũng luyện được kết quả này thì tốt biết bao. Đám thư đồng không khỏi bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, đúng là thiên phú có khác, giỏi quá đi. Đúng lúc này một tên thư sinh trong phòng tỏ vẻ không phục vì Chu Nguyên toàn tâm toàn lực luyện tập nguyên văn mới được như thế này. Chu Nguyên nhìn thoáng qua thì ra là tên Từ Lâm bằng mặt không bằng lòng đã gia nhập Tề Vương trận danh rồi. Cuối cùng cũng tới giờ tan học, bỗng một giọng nói dễ thương vang lên điện hạ, Chu Nguyên chợt nhận ra đó là Tô Ấu Vi. Hai người cùng ngồi xuống trò chuyện hỏi thăm lẫn nhau, đám học trò đứng bên ngoài to nhỏ, ganh tị sao nữ thần lại đối xử tốt với tiểu tử này thế. Nói đi cũng phải nói lại, không phải tự nhiên người ta nảy sinh tình cảm với nhau. Vào một năm trước, ngoài trời mưa cứ rơi, gia gia Ấu Vi thì đang bệnh, không có tiền chữa trị, thế là một già một trẻ không ngừng quỳ lại tất cả các phương mong được sự giúp đỡ. Nhưng tất cả đều đóng cửa thả chó, không ai ngó ngàng tới hai ông cháu. Mưa cứ rơi và tim Ấu Vi cũng lạnh lẽo như màn đêm mưa hôm đó. Chính đúng lúc này, Chu Nguyên bước tới đặt cây dù xuống che cho Ấu Vi rồi liền đạp mạnh vào cửa hét lớn, mở cửa cứu người. Trong thời khắc ấy, bóng lưng rất bá đạo của người nam tử ấy đã khắc ghi mãi trong lòng nàng. Về sau nàng mới biết được Chu Nguyên chính là điện hạ vương triều Đại Chu. Nàng được Chu Nguyên giới thiệu vào Đại Chu phủ, sau một tháng trở thành thiên tài trong mắt mọi người vì đã đả thông được mạch thứ nhất. Nàng chỉ mong được cống hiến một phần sức lực cho Chu Nguyên. Sau khi tới thư viện, Chu Nguyên biết được Ấu Vi mở được tam mạch sau 2 tháng nữa có thể thi, nhưng Ấu Vi đã cãi nhau với Từ Lâm vì dám nói xấu điện hạ. Cá cược đọ sức, ai thua sẽ phải nhường chỗ thi cho người còn lại. Ấu Vi đã thua bởi sự vô sỉ của Từ Lâm, hắn đã lén sử dụng sức mạnh nguyên bình. Chu Nguyên bực mình đứng dậy liền tới chỗ của Từ Lâm quyết đòi lại công bằng cho Ấu Vi. Chu Nguyên khinh bỉ tên trước mặt chỉ giỏi thủ đoạn ức hiếp một đứa con gái. Hai bên quyết một trận sống mái với nhau, phần thưởng nếu Chu Nguyên thắng là Ấu Vi được trả lại chỗ thi, còn Từ Lâm thắng sẽ được một miếng tụ nguyên ngọc. Từ Lâm cười khoái chí, quyền cước không có mắt, nếu điện hạ bị thương cũng đừng trách tội. Xung quanh nghe xong cũng bàn tán, thật là vô sỉ, hắn muốn hạ nhục điện hạ hay sao? Hai người thách đấu đã có mặt tại sân đấu tập Đại Chu phủ, rất nhiều người đã có mặt xung quanh, đám đông bất ngờ vì sao điện hạ lại đấu với Từ Lâm. Tiếng hò hét càng thêm náo nhiệt, nhanh lên đây là dịp hiếm có đấy. Từ Lâm vẻ ngoài đầy tự tin, hắn muốn cho Chu Nguyên xấu mặt trước đám đông. Bên này khí thế của Chu Nguyên cũng vô cùng vững chãi, mặc dù chưa mở được mạch nào trong khi đối phương đã mở tận 2 mạch rồi. Tố chất người khai mạch sẽ mạnh gấp mấy lần người chưa mở, một mạch có thể đánh được 10 người. Ấu Vi lúc này đứng sau lưng Chu Nguyên không khỏi lo lắng, hai bên chào nhau bằng ánh mắt đầy vẻ tự tin lẫn khinh thường. Vừa mới bắt đầu, Từ Lâm đã tung mạnh một quyền về phía Chu Nguyên, trực tiếp chặn thế công bất ngờ của Từ Lâm. Chu Nguyên đưa hai tay ra đỡ, người thường đỡ thế này bị gãy xương là cái chắc. Chu Nguyên bị đẩy ngược về phía sau, tiếng thét thật thảm thiết a a a, nhưng thật bất ngờ người la chính là Từ Lâm. Chu Nguyên đã khắc thiết cơ văn lên cánh tay của mình. Sau một hồi la hét ủng tỏi, Từ Lâm vội chuẩn bị tung sức mạnh thật sự ra, trong chốc lát đã khai hai mạch, có vẻ muốn bức Chu Nguyên vào con đường chết. Bây giờ tới lượt Chu Nguyên phản công lại, lực dồn vào chân phóng một cái, Chu Nguyên đã lao thẳng tới trước mặt Từ Lâm với tốc độ nhanh như tia chớp, đó chính là khinh thân văn, còn có màn như văn. Sau khi áp sát đối thủ thành công, Chu Nguyên tung một đấm quyết định vào bụng Từ Lâm, khí thế như vũ bão, đối thủ bị đánh văng ra khỏi võ đài. Kết quả trận đấu đầy bất ngờ, Chu Nguyên đã dùng nguyên văn đánh thắng một người mở hai mạch, chưa từng có sự tích này, thật sự quá đỉnh. Đã kết thúc phần 1 của bộ truyện tranh Nguyên Tôn, các bạn đừng quên cho Sonic Review một like, một subscribe kênh để nhận thông báo về những video mới nhất được đăng trên kênh của mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo nhé.